Anh em xem tải 2 lần mà thì cái CD số 6, cái này phải tải 1 lần CD số 9. Đây, trải xong thì để thời gian khoảng tầm 45 đến 50 phút nó lên như này đây, các anh chị thấy không? Cái nền này dùng khói được rồi. Cái nền này là vi đi sạch sạch. Bình thường các anh chị nếu mà muốn khói trong hơn nữa thì các anh chị tẩy nhẹ một nước nữa vào oxy 6. Anh em chị em thể tẩy một nước nữa vào oxy 6 nhưng Huy không làm như vậy. Đây, sau khi xả sạch là Huy sử dụng cái mã chip xe 7766 của A8. Đây là một cái mã màu khói rất là mạnh của A8 anh em chị em nhé. Với cái mã màu này thì Huy sẽ nhuộm trực tiếp một tiếp màu thôi, không cần dùng quá nhiều tiếp màu. Bình thường anh em chị em để làm ra cái màu này thì anh em chị em là các hãng khác thì các anh chị hay dùng 3 tiếp. 3 tiếp để tạo ra cái màu này. Nhưng mà cái màu này của Huy là Huy dùng màu của A8, Huy chỉ cần một tiếp thôi. Và cái nền này video C3. Mình sẽ đi oxy 3 anh em chị em nhé. Quẩy đều lên. Oxy thì các anh chị có thể là đi tỷ lệ 1:1 với thuốc nhuộm. Hoặc là anh em chị em có thể đi nhiều oxy hơn do cái nền tẩy rồi. Thì cái nền này là vùng lúc nãy là Huy tẩy xong, Huy có khử vàng, khử cái tạp màu, các anh chị thấy là cái ánh sắc khử nó vẫn còn trong tóc kìa. Đó. Thì cái này các anh chị trải rộng vào cái phần chân trước, mình sẽ trải rộng phần chân trước. Tại lúc nãy cái phần chân ấy, thứ nhất là mình trải phần chân trước là để cho cái màu nó ăn được sâu hơn, cho nó tối sậm màu hơn. Cái thứ hai là lúc nãy chúng ta khử, chúng ta không có vào chân được nhiều, bởi vậy là cái phần ngoài nó cũng đã bám ánh sắc rồi. Thế nên chúng ta trải cái phần chân trước để cho nó ăn ánh sắc trước, rồi mình kéo hết một loạt là mình kéo ra ngoài, như vậy thì nó sẽ trong và đều hơn. Đấy, anh em cho em thấy một cái mái tóc mà Huy tẩy trên một cái nền tóc rất là tạp. Bạn ấy tẩy xong rồi bạn ấy nhuộm màu xanh đen, xong bạn ấy hạ màu tự nhiên, còn nếu mà Huy tẩy một lần thôi ra cái màu rất là trong. Cái này là tẩy một lần kết hợp khử vàng nhé. Khử vàng thì lúc nãy là Huy có dùng, nói đúng ra trên video này nhiều lúc Huy chia sẻ thì nó hơi kỳ, nhưng mà Huy dùng bột giặt quần áo, bột giặt quần áo cộng với mix tím hoặc là mix blue, xong các anh chị pha loãng cái nước, các anh chị gội thôi là nó ra được. Đây, các anh chị cứ trải rộng hết, chủ yếu là chúng ta trải rộng cái phần chân, tránh tình trạng tim vàng chân. Với cái tóc mà đã tẩy rồi thì anh em xem trải thuốc nhuộm thì chúng ta massage tán thuốc cho nó đều. Bát thuốc thì các anh chị cứ đi oxy nhiều hơn thuốc nhuộm để cho nó nợt ánh sắc ra và chúng ta massage cho nó dễ. Bởi vì với cái mái tóc tẩy đã tẩy qua rồi là nó hút thuốc rất là nhiều. Vì thế là anh em xem pha nhiều oxy hơn cho nó loãng ra, mình tán thuốc nhuộm nó dễ hơn. Và khi nó lên màu, cái ánh sắc nợt thì nó sẽ đẹp hơn, tránh cái tình trạng nó bị sập nữa. Nhiều khi anh em chị em pha tỷ lệ oxy bằng với thuốc nhuộm của anh chị đặc quá, các chị tán thuốc nó không có đều thì chỗ thì nó sập. Đấy, người ta gọi là tình trạng loang nổ ấy. Đây, anh em chị em thấy không, một tiếp màu 9-7766 của A8 chúng ta làm ra là thấy nó rất là trong, nó rất là trong nhé. Mình vừa mới trải thôi mà trải đâu nó ăn ánh sắc nữa rồi. Chúng ta cứ như vậy, chúng ta trải, chúng ta massage. Và thời gian lưu cái thuốc này trên tóc thì cái tóc này tẩy rồi Huy sẽ lưu khoảng tầm là 40 phút, 35 đến 40 phút là ok. Sau đó anh em chị em có thể nén khóa màu. Nén khóa màu thì chúng ta dùng collagen A8 ấy, chúng ta cộng với nước chúng ta massage lên thôi là ok rồi. Cái tóc này thì không cần phải bù ánh sắc, không cần phải gì hết. Đây, các anh chị thấy không, mình trải xong massage tới đâu ánh sắc nó đã ăn đến đó rồi. Màu của A8 thì không cần phải pha trộn quá nhiều, chúng ta dùng một típ màu thôi, màu nào cũng vậy. Màu rêu chúng ta cũng chỉ cần một típ màu thôi là chúng ta làm ra được màu rêu rồi. Ở trên kênh của Huy có rất là nhiều bài nhuộm. Đây, chúng ta cứ massage như vậy. Và bây giờ chúng ta tiến hành để, các chị thấy không, ánh sắc ăn rồi, thấy không? Bây giờ mình sẽ để khoảng tầm 40 phút nha. 40 phút sau chúng ta sẽ tiến hành đi xả nó, ok. Mình vừa mới trải xong. Đây, sau khi được 40 phút chúng ta đã có cái màu hoàn hảo, cái màu ưng ý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xả sạch và da sẽ khô cùng xem kết quả. Cái màu ăn sâu, bóng. Đây, mình vuốt cho mọi người xem nhé, trước khi đi xả đấy. Đấy, nó ăn màu rồi. Nếu như anh em xem nào thích cái màu nó khói hơn nữa thì các anh chị tẩy thêm một nước nhẹ nữa, tẩy thêm một nước oxy 6 nữa, tại cái tóc này ăn tạp, nó bị dính tạp màu rất là nhiều mà. Nếu mà tóc tự nhiên thì chúng ta tẩy một lần ra nó sẽ đẹp hơn. Tóc này nó bị tạp rất là nhiều, tạp xanh đen với tạp màu tự nhiên. Tại bạn ấy có nhuộm màu xanh đen, sau đó bạn ấy hạ màu tự nhiên vào nữa. Cái này chúng ta gội đầu sạch bình thường nhé, rồi mang ra ngoài tiến hành sấy khô. Cái tóc này là Huy sấy khô thôi, không cần, bên Huy làm tóc là có sao là Huy quay vậy đấy. Anh em chị em nào mà thích cái cách làm của Huy thì các anh chị có thể follow kênh và theo dõi những clip khác ở trên kênh của Huy đấy. Đây, kết quả đây các anh chị, đây là kết quả thực tế 100%. Bên Huy là không có dùng cái phần mềm chỉnh sửa làm gì, auto làm gì đâu nha. Đây là video 100% Huy quay bằng camera thường ấy. Cái này là Huy quay bằng điện thoại thôi. Anh em chị em xem mà thấy hay thì các anh chị có thể bấm follow kênh của Huy, hoặc là anh em xem nào mà thấy
không ưng chỗ nào thì các anh chị có thể để lại bình luận góp ý, hoặc là anh em chị em thích là video sau hay là màu gì thì các anh chị có thể để lại bình luận bên dưới, tôi sẽ làm video cho anh em chị em cùng xem theo cái mong muốn của anh em chị em nha. Cái nền này nó đúng ra là đây là Huy tẩy một lần và Huy nhuộm một mã màu ra được như này là ok rồi. Anh em chị em thích mà nó khói trong hơn nữa, sáng hơn nữa, các anh chị tẩy hai lần, tẩy thêm một nước nữa bằng oxy 6 thì rất là đẹp luôn. Nhưng Huy không cần thì mình không cần phải làm như vậy, bởi vì trong cái mẫu tóc ngày hôm nay là bên Huy chỉ yêu cầu làm cái điều này thôi là ok rồi. Anh em chị em nhớ follow kênh của Huy và cùng xem clip sau anh em chị em nhé. Hẹn gặp anh em chị em ở video sau. Xem hay nhớ lan tỏa chia sẻ video cho Huy nha. Trên kênh của Huy có rất là nhiều bài đấy, anh em chị em để xem và tham khảo.